Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả chú ý. Nghiêm. Toán quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa tiến vào vị trí hành lễ. Tất cả chú ý. Chào tay. Chào. Tiến vào vị trí hành lễ. Tay xuống. Sau đây là nghi thức thượng kỳ Hoa Kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ. Chào tay. Chào. Sau đây là nghi thức lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Chào tay. Chào. Lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Đem tay chụp. Sau đây là một phút mặc niệm.
một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tổ tiên Hồng Lạc đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến dân quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và hơn 58.000 chiến binh Hoa Kỳ cùng đồng minh đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Và chúng tôi cũng không quên những đồng đội chúng tôi đã chết thảm trong các đại lao tù cộng sản sau năm 1975. Và hơn thế nữa, trên nửa triệu đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Và chúng ta cũng không bao giờ quên được rằng Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm hiệp định đình chiến nhân những ngày lễ lớn của đất nước và đã tấn công vào miền Nam năm 1968. Và nặng nề nhất là tại cố đô Huế, rất nhiều ngàn đồng bào đã bị chúng thảm sát. Đó là một chi tiết lịch sử mà chúng ta, những người Việt Nam, không bao giờ quên được. Và kính thưa quý vị, Ủy ban Điều hợp Sinh hoạt Cộng đồng hôm nay, chúng ta cũng tưởng nhớ đến một vị nữ lưu là thành viên của Ủy ban Điều hợp Sinh hoạt Cộng đồng. Đó là cô Lệ Điệp đã từ giã chúng ta trong năm vừa qua. Phút mặc niệm bắt đầu. Chào. Phút mặc niệm chấm dứt. Đấy. Sau đây là nghi thức tiễn quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa rời vị trí hành lễ. Chào tay chào. Ngày mùng 1 Tết năm Kỷ Mão, năm Quý Mão, chúng con công dân nước Việt tị nạn cộng sản cư ngụ tại thành phố San Jose và tiểu và lân cận vùng lân cận thiết lập bàn thờ hương đăng hồ tiểu hoa quả bánh trái dâng lên quốc tổ Việt Nam cùng các chư vị anh công dân con dân nước Việt ở hải ngoại như trên 90 triệu người con dân nước Việt tại
kinh thế. Ba hồi chiến trống. Tiếp theo là tuyên đọc văn tế. Xin kính mời tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng tiến vào vị trí hành lễ. Kính lạy đấng quốc tổ hùng vương, kính lạy hồng thiên sông núi, duy ngày nguyên niên mùng một Tết tháng giêng, tại vườn Việt cùng nhau quy tụ là con dân gốc tiên rồng hồng lạc Việt Nam cố quốc, đang định cư tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, cư trú tại thành phố San Jose, quận hạt Santa Clara, tiểu bang California, Hoa Kỳ quốc, cùng thành viên thuộc Ủy ban Sinh hoạt Cộng đồng Bắc California, cùng các bậc kỳ lạc Nam Phụ La Báu cư trú tại địa phương, hợp cùng đồng hương bà con thân thuộc đó đây, cùng quan hỷ tụ hội nơi đây, cùng tất cả quý vị chính quyền nơi đây đến để chúc mừng. Kính dâng hương đàn trầm trà rượu bánh hoa quả, ngưỡng vọng kính thỉnh hồng thiêng sông núi quốc tổ Việt Nam, vọng công thỉnh anh hùng liệt nữ vĩ quốc văn thân, các binh sĩ xã thân vì tổ quốc, đồng bào tử nạn chiến tranh hoặc vượt biên không thành chôn vùi nơi rừng sâu biển cả, vọng công thỉnh đồng hương người Việt vừa định cư nhưng đã mãn phần vì tai nạn hay Covid-19 gửi thân nơi tha hương Mỹ quốc, xin về đây chấm cây lòng hương hoa trà súng nhật, kính cáo hôm nay đây nhân dịp Tết dân tộc cổ truyền, mùng một tháng giêng năm Quý Mão, mùa xuân thắm sắc mai đào nở bình minh tỏa ánh nắng vàng lung linh, trời thêm tuổi thọ người thêm mới xuân đến phúc mọi nhà, thiết lễ tri ân anh hùng liệt nữ dựng nước giữ gìn cho trọn vẹn non sông, chảnh lòng nhớ tổ tiên uống suối thơm và tìm dưỡng sinh ra, nhân ngày đầu năm ngưỡng vọng tôn linh ăn đậu tốt và nhớ cộng cày cấy, hôm nay đây nước Việt Nam chúng con lại nguyện cầu nước Việt Nam tiến về dân chủ, có nhân quyền bầu cử tự do, dân chúng được ấm no, chế độ cộng nô đi vào bóng tối, lập thể chế Cộng hòa Đại hội đa đảng đa nguyên đặc biệt an bình. Hôm nay đây một dạ chí thành giải gấm lòng son cúi đầu thấu tỏ, cùng chúc tân niên Quý Mão tươi đẹp, cộng đồng Việt Nam giàu mạnh an vui, thành kính cẩn cao. Ba hồi chiêm cao. Là phần dân hương trên bàn thờ quốc tổ, chúng tôi cũng xin được phép thưa cùng quý vị, cái phần dân hương này nó sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất, chúng tôi chỉ mời một số đại diện rất ít của các hội đoàn đoàn thể lên để dân hương, và sau đó chúng tôi sẽ tiến hành cái nghi thức đốt pháo và khai mạc. Sau phần nghi thức có pháo khai mạc, chúng tôi sẽ tiếp tục mời một số các đại diện, các hội đoàn đoàn thể cũng như là các vị nhân sĩ sẽ lên dân hương tiếp tục. Bây giờ để bắt đầu phần dân hương,
Chào anh. Chúng tôi xin mời niên trưởng Nguyễn Ngạ. Xin kính mời tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ. Kính mời bác sĩ Phạm Đức Vượng. Kính mời chiến hữu Triệu Hà. Xin kính mời bà Ngọc Bích, hội trưởng hội cao niên. Kính mời kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, chủ tịch Hội Chiến Hồng thời đại Tây Bắc Hoa Kỳ. Xin kính mời chiến hữu Nguyễn Đức, cựu quân nhân tiểu khu quản trị, đại diện hội văn thư Lạc Việt, cùng lên trước bàn thờ để dân hương. Cũng như chúng tôi đã thưa là chúng tôi sẽ sau cái phần đấu pháo và múa lân, chúng tôi sẽ tiếp tục mời cái phần thứ hai, cái tất cả các vị còn lại. Trở về vị trí. Bài tiếp theo. Đoàn dân đang đến cái ngày hôm nay đó là đoàn dân của võ sư cầm binh Việt Võ Đạo Bắc Cao Ly Phật Nhà. Xin quý vị cùng tặng những phong bao mừng tuổi cho các công nhân này đến với quý vị. Kính thưa quý vị, chúng quý vị đã biết đây là một cái phong tục của người Việt Nam chúng ta. Ngày đầu năm phải có lân pháo. Thank you.
nhiều may mắn và mọi sự thành công trong năm mới. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn rất nhiều đến Võ Sư Tâm Bình và đoàn lâu của Võ Sư Tâm đã đến giúp của trong cái buổi lễ chào cầu ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc mừng năm mới. Và sau đây Anh Hải. Và bây giờ trước khi bác sĩ Phạm Đức Hường trưởng ban tổ chức nói lời chào mừng và cảm quý đồng hương, chúng tôi xin mời một số các quý vị dân cử cũng như đại diện quý vị dân cử có mặt, xin mời lên bàn thờ quốc tổ để dân hương. Xin mời bác sĩ Phạm Đức Mượn. Vì có rất nhiều người cho nên chúng tôi không có thể nêu tên từng người một, vì như vậy là rất mất thời gian. Chúng tôi xin mời quý vị. Ok, chúc mừng năm mới. Xin mời lên dân hương. Sau khi các vị dân cử, chúng tôi sẽ mời đại diện các đoàn thể, các hội đoàn đoàn thể và một số các vị nhân sĩ chúng ta tiến lên bàn thờ để dân hương trước bàn thờ quốc tổ. Mới một năm muốn chuyện tối chưa? Ủa, cũng còn hết á. Để có gì cần cũng còn hết á. Chúng có gì trời. Right now we are invite all the elected officials go up to the step and to pray for our city. Cũng như là đại diện các hội đoàn đoàn thể rất là đông, cho nên chúng tôi không thể xí danh từng vị một, vì như vậy chúng ta sẽ mất rất nhiều thời giờ. Do đó chúng tôi sẽ xin gửi lời mời tổng quát tất cả quý vị dân cử, đại diện quý vị dân cử, quý vị đại diện các hội đoàn thể và các vị nhân sĩ cũng như quý đồng hương, nếu chúng ta muốn thì xin mời quý vị tiến lên bàn thờ quốc tổ để chúng ta dâng hương nhân ngày trong dịp đầu năm hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và sau phần dân hương sẽ là phần phát biểu chúc xuân. Cảm ơn quý đồng hương, quý quan khách tham dự của trưởng ban tổ chức địa phương quân và nghĩa quân Triệu Hà. Áp cơ hoàng. After incense offering, every elected have a time to talk to a Vietnamese community. So after this, we will have a say wishes to a Vietnamese community. Okay, can we go back to where you're standing? Yeah. Oh. Trước tiên đại diện cho công an sinh hoạt cộng đồng, tôi thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Hy vọng một năm mới rất là nhiều hy vọng và nhiều
nguồn mới cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản chúng ta. Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin gửi lời chào thank you for your coming on electoral official come to join with us for celebrate the race for the Lunar New Year and we would like to everybody and thank you for your coming. Thank you so much. Right now, because we don't have many time, some officials not many time, so we go all of them come here and take our wishes to Vietnamese community. So the second one, Mr. Binh Đoàn, City Council District 7, Mr. Peter Ortiz, City Council Number 5, Mr. Omar Torres, City Council District Number 3. Ms. Cinda Chavez, Santa Clara Supervisor, District 2. Mr. O'Tele, Santa Clara Supervisor, District 3. Mr. Tâm Trường, San Jose Police Department. Captain Todd Trayer, San Jose Police Department. Robert Beer, San Jose Police Department. Và Lily May, Mayor of the Fremont. Brian Sharp, Deputy Chief, và Vân Lê, Eastside High School District. Okay, xin mời quý vị đến đây. Mr. Mayor, please say something to Vietnamese community. Sure, thank you, and I'll be quick. Tin Chan Quy Vi and Chuc Mong Nam Hoi. I hope you all have a very happy new year. It's so good to be out here with all of you. Thank you for keeping this tradition going. Thank you to our dragon dancers who were amazing. I'm thrilled to be out here with so many elected officials and community leaders to celebrate the new year. Happy year of the cat to everyone. On behalf of the city of San Jose, I'm here with a few of my colleagues who I'll introduce in just a moment. I want to wish you all a year full of peace, health, and prosperity to you and your families. I'm joined by Councilmember Bien Don, the first Vietnamese American fire captain in San Jose's history, and now your District 7 Councilmember Omar Torres representing District 3, and Councilmember Peter Ortiz representing District 5, and we together have a commendation that we would like to present on behalf of the city of San Jose. Maybe we can do that and grab a photo together. Once again, Chuc Mong Nam Hoi. Happy New Year to everyone. Now, invite Supervisor Cinda Chavez. Please say something to Vietnamese community. And Supervisor Otto Lee. Okay, you can talk together. Okay, stop time. Chuc Mong Nam Hoi. And it's so exciting to be here for the Year of the Cat, Quy Mayo. I'm excited to be here with all of you, and I wanted to just be here to say thank you very much to the organizers for gathering us. And what a joyful, wonderful way to begin the new year, and I'm so grateful to represent this district and also to be here with all of you today. And I'm going to turn it over to my colleague, Supervisor Otto Lee. Good morning, Cindy. Thank you very much. Come on, quý vị. Kính chào quý vị. Most important today, of course, like everybody says, Chuc Mong Nam Hoi. On a very important year of our cat. I want to first also thank Colonel Ha, Colonel Chu Ha, for your great work of putting this event together, along with Mr. Jimmy Finn and many of our organizing committee for your good work to gather us to welcome this new year and hanging our flag, the flag that shows liberty and freedom. Freedom from the communist regime back in Vietnam, but also freedom from violence. What we saw this past night, this news, if you haven't heard this morning, we had a horrific shooting this morning in Monterey Park against an Asian community. 10 people died, 5 women, 5 men. And this is the type of stuff that we will not tolerate. Not in San Jose, not in Santa Clara County, not in California, not in this country. And we need to make sure we fight against these gun violence. We get those guns off the streets, and I'm hoping our colleague from the San Jose City Council, along with the county, to let's do more to get rid of these guns from our neighborhood. Do gun buybacks, we're successful on them. Let's do more of that in San Jose as well this coming year. And I look for your partnership again. Thank you very much for coming here. Come on, Quy Vị. Thank you. Thank you, Supervisor Cinda Chavez and Otto Lee. Now to invite
Mr. Tom Chung, and you the assistant for Captain Todd Treasure, Robert Baber, Brian Sharp, please say something to Vietnamese community. Thank you very much, and Happy New Year to everybody. Thank you so much for allowing us to come celebrate this beautiful day with you. We're very, very honored and pleased to be here with you. And we just want to wish you a very happy and prosperous New Year. Thank you very much. Xin chào quý vị, ở đây là Deputy Chief, là cảnh sát phó cảnh sát trưởng Brian Sharp của cảnh sát San Jose, và Captain Todd Treyer, và Officer Tom, như vậy Sergeant Tâm Trương tới đây. Chúc mừng quý vị, chúc mừng năm mới, mong quý vị một năm rất là an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, và quan trọng nhất là mấy đứa bé có nhiều policy cho New Year. Cảm ơn quý vị, cảm ơn hội luôn mời cảnh sát tới đây. Sức khỏe dồi dào, và những người làm cơ sở thương mại thì phát tài, tấn lộc, tấn bình an. Ngoài ra chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền, và tất cả quý vị sẽ có một mùa xuân thật là đầm ấm, hạnh phúc và bình an. Và xin cảm ơn. Kính chào quý vị, chúc mừng năm mới. I wanted to say that being blessed to be your neighbor, and I'm honored to be the city of Fremont's mayor, but I know that we work on the solutions of public safety and safety for our communities together. I wanted to first thank our public safety officers and all the veterans here who have dedicated their lives to serving our communities, and also to thank the organizers for keeping this tradition and honoring our legacy and ancestors. We stand on the shoulders of the people who came before us. And so I wanted to also share that I just came back from the U.S. Conference of Mayors, and we just started and announced our Asian American Pacific Islander Mayors Alliance, something that we need to do, because not just for those mayors who are Asian, but for the communities, to ensure the safety and the work together, because this is something that we have to continue. As Supervisor Otto Lee just shared, in Monterey Park there was a horrific shooting yesterday, and so we want to work together. So I wanted to wish you all blessings for peace, happiness, safety, and prosperity as we move into the new year. Blessings to you. Chúc mừng năm mới. Thank you. Now, testing. Trân trọng kính chào quý vị. Năm mới quý mão, viên đoàn mến cũng chúc cho tất cả quý vị, mọi người gia đạo an vui, vạn sự an khang thịnh vượng. Cộng đồng chúng ta đã đoàn kết vững mạnh, là nghị viên trong thành phố San Jose này, viên đoàn quyết tâm phục vụ cộng đồng. Nói chung là mình sẽ phục vụ người Mỹ gốc Việt nói riêng. Một lần nữa xin kính chào quý vị, nhiều sức khỏe, an khang phát tài trong năm quý mão. Trân trọng.